Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cần để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cáp còi, hay như chúng ta thường hay còn gọi là phím bấm còi của Kenbo anh em nhé. Đây chính là cái hình thức của nó này. Đây chính là ba điểm để chúng ta bắt vào phía dưới của vô lăng này. Đây là cái phần rắc này đã chờ sẵn trên vô lăng này, chúng ta chỉ việc cắm vào. Đây, một bên rắc 1, một bên rắc 4 và một bên rắc chờ ra. Đây. Cấu tạo của nó thì phía bên ngoài được thiết kế bằng nhựa ABS này. Phần bên trong của sản phẩm thì là các cái bảng mạch điện tử để điều khiển phím còi theo ý muốn của bác tài nha anh em nhé. Đó, đây là 3 điểm, 4 điểm này. Chúng ta bắt vào vô lăng. Đây. Là cái mã của sản phẩm này, 7020356 này. Đó, đây là cái lẫy để chúng ta có thể bỏ ra để kiểm tra. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đó. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái cáp còi của xe Kenbo. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.